Đấy, kêu kêu úi trời nó xuống rồi mọi người, úi úi trời, úi đá. Một em rồi, một em, từ từ, một em từ từ nha mọi người. Đấy, nó kêu đấy. Con gì đấy? Con gì? Đậu không đậu, có đậu đậu rồi. Rồi. Con gì đấy? Rồi. Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Độc Lạ Sầm Sơn. Hôm nay trời rét đậm rét hại luôn đấy, lạnh mà nói không nên lời được nữa. Hôm nay anh em là tiếp tục vào chương trình chim thôi, thì đây là đến mùa hết rồi đấy mọi người. Thì vàng anh thỉnh thoảng chim vàng anh vẫn đang còn, nhưng mà chủ yếu là hết thôi, chứ vàng anh thì bây giờ nó cũng ít rồi. Bây giờ là anh em hôm nay dậy hơi cũng sớm, khoảng 5 giờ đang dùng đèn pin đi mọi người này. Trời thời tiết lạnh mà, thế nên là phải vào nhựa lại để cho nó vào cái keo lại cho nó dính hơn nha. Thời tiết lạnh nhưng cái keo nó bị keo lại đấy. Thì hôm nay anh em có trải nghiệm mà dùng thử một cái mồi mới. Mồi này là mồi con hét này, hét vàng này, hét mỏ vàng luôn đấy mọi người. Đây, con dùng mồi sống nha mọi người. Anh em dùng hay là dùng mồi sống để cho nó gọi để xịt vào đây, không là thấy người nó cứ nhảy thôi, cho nó tối tối chút. Hôm nay là chỉ giới thiệu cho anh em như thế thôi, là rồi hôm nay dùng cả mồi mồi giả và mồi sống nha, mồi thật luôn nha, để bẫy chim xem gọi là hiệu quả nó có đạt bao nhiêu nha. Vì hôm nay nói chung là chủ yếu là dùng mồi sống để cho nó kêu luôn, nó có tiếng kêu đồng loại luôn á, hiệu quả hơn. Tại là hôm nay bà con cùng xem, cô chú anh chị cùng xem coi là đánh cái mồi, bảy cái mồi hét sống này hiệu quả như thế nào nha. Thời tiết này thắp sáng đây mọi người. Đây, anh em thành thủ cắm rồi, sáng đến nơi rồi, này chuẩn bị sáng đến nơi đây mọi người. Đây, thấy một trời sắp mọc đó mọi người, trời mờ sáng đấy, kỳ đẹp luôn, này đẹp trời lắm mà không biết như nào. Vào nhựa. Đây là chủ yếu là đánh hết đấy mọi người, cho nên là anh em cắm nhiều nhựa hơn. Mỗi một cây là cho vào 6 thẻ đấy. Nay đánh hết, biết là cả hết cả bằng anh luôn, nên là nay cho nhiều nhựa hơn một chút. Thường thì mấy có hôm thì anh em đánh 6 thẻ nhưng mà một cây, nhưng mà nay là hoặc là 4 thẻ một cây, nhưng mà nay là tăng cường thêm 6 thẻ một cây. Thì hết thường là nó xuống là hay nó xuống 7, nó không đi lẻ mấy giống như bằng anh đâu, hết nó hay xuống cả 7 lắm. Nên là anh em cắm một bên là một cây như này là 6 thẻ này. Đây. Đây là mồi giả của hết nha, còn có một cái mồi sống là mồi thật nữa, để cho nó gọi đồng loại bằng cái tiếng của nó cho nó ok hơn. Hôm nay anh em treo luôn cái mồi sống lên trên đây, cho vào cái lòng này mọi người, cho mồi con hét lên trên đây luôn, mồi sống nha, bẻ cong cái kia lại cho nó đỡ rơi kìa. Bẻ đây. Tôi thấy vậy nó chưa cong lắm đâu. Kéo lên luôn đi. Cong xuống tí nữa cho nó. Thoải mái cong hả? Tôi bẻ ra. Ôi trời. Dây nó cũng nghe nhất như kia đấy, cũng hết kêu đấy, dây nó cũng nghe nhất như cây ở trên cây ngoài kia. Đấy, cho cái sống lên luôn đấy, mồi thật lên luôn đấy mọi người. Đấy, thì hôm nay là thử đánh cái mồi sống nè, thì thường thường là đánh cái mồi mà sống như này thì hiệu quả nó cao hơn. Thôi rồi mình thấy mẹ cây tụt đi nhé. Mồi sống thì hiệu quả nó sẽ cao hơn nha. Nếu như cái mồi sống này nó phải kêu cơ, nó phải chịu khó hót cơ,
nó hot là nó gọi đồng loại lại thì nó sẽ ok hơn. Mọi người cùng xem coi là cái hiệu quả hôm nay đạt như thế nào nhé. Đấy, bây giờ là vào được một cây đấy, lên được một cây đấy mọi người. Đấy, mặt trời sắp mọc là nhìn rất đẹp luôn, vào buổi sáng bình minh. Hôm nay thời tiết như thế này chắc chắn là có hết, hết về nhiều đấy mọi người. Hiện tại là đang có hết kêu gần đây đấy mọi người. Mà chưa chưa thấy Tiếng con mồi mồi kêu. của mình nó kêu. Mồi của mình nó đang 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 buồn thế sao ấy, chưa thấy nó kêu. Con kia kêu là con mồi của mình nó phải kêu cơ thì mới đẹp đấy, kêu hét 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 rồi mà chưa thấy con mồi của mình kêu. Chắn con mồi này thật, Con thua rồi. mồi này trông có vẻ không ăn thua. Mồi là nó phải Đá thấy lại. đồng loại, nó phải đá đi đá lại, nó phải bắn đi bắn lại cơ. Con kia kêu là con này phải kêu toán loạn cơ. Tiếp cái thứ hai nha. Bây giờ bắt đầu lên cái thứ hai là anh em bắt đầu chờ đợi thôi, thành quả thôi mọi người. Đây con mồi này nó kêu đấy mọi người, con mồi nó kêu tự nó kêu đấy mọi người, con mồi nó kêu là đẹp rồi đấy, hết đấy đấy, nó kêu là có con lại đấy đấy, nó đang kêu kêu bầy lại đấy, này lắm hết đấy đấy, mồi kêu chuẩn đấy mọi người, con mồi này chuẩn được 10 điểm đấy. Úi giời ơi, kêu tiếng đá chưa, kêu vậy đồng loại nó với loại đấy đấy, sáng sớm vậy nó kêu đẹp quá tuyệt vời. Còn mồi sống này đây, cái một con mồi đây đấy, thử mồi sống này đấy đang kêu đấy, quá tuyệt vời luôn. Cái tưởng nó không kêu nhưng mà nó kêu ác lắm. Từ từ một em, từ từ nha mọi người, đấy nó kêu đấy, xuống đấy mọi người, được một em ở đấy, quá đã. Bây giờ còn hai em đang ra bên cây tổng, đợi một chút nha mọi người. Đấy, được một em rồi, giỏi rồi, quá tuyệt vời luôn đấy mọi người. Đấy, đấy nó đang sang này, đấy nó lên rồi, phải đi mà nó. Rơi xuống dưới rồi, chưa biết, không thấy à? Không thấy à? Bốn năm con liền nó đang nó bay xuống dưới kia hết rồi. Tìm coi. Ở lôi đấy nè. Chỗ đây. Không, chỗ là phải nó phải bay lên kia. Đây đây chồng, ớ không phải. Ông cầm cái cây ông đập với tôi để tưởng nữa. Ông nhìn thôi mà cũng còn ừ. Ông nhìn mà còn chuyện thua tôi cầm máy để quay còn khó nhìn hơn. Thì chủ yếu tôi nhìn vào máy. Chìm rơi xuống gốc đây mà không thấy được thì đúng chịu rồi.
mấy bữa nó mấy bữa thì tôi được cũng thấy nó vướng trên cành cây nhưng mà hôm nay là không thấy nữa. Để tôi nhìn lại cái video coi ở chỗ nào. Đâu? Nằm đâu? À, đấy rồi, còn hết cái đàn ở đây nó bay đâu rồi, luôn mần nó ra mất rồi nè. À, còn sáu nữa chứ. Đâu? Nó nằm ngay chỗ nào mà tìm. À, ngay đây à? Trời, tìm chỗ mất đi. Đâu à? Đừng hết đây. À, con này nằm im đây, đúng rồi, mày đúng rồi, răng đấy chứ, cái con này. Hâm con sợ nè. Nó không có một tiếng động đại gì chứ đéo chứ. Tìm đúng chỗ mắt lình mẹ mày. Rồi được một em đấy mọi người. Nãy giờ cứ sợ tìm cái con này chứ không thì mấy con kia cày nhá. À, nó rơi ra tận mái ngoài đây nhỉ. Vậy sao số được. Số răng được nhìn nó rơi đẹp vậy làm sao có chuyện số được. Con xa, à, con này là con xám xám à. Đẹp đấy. Lúc ông vào là thấy nó dày à? Nhớ thì tôi nhìn lại cái hiếm đó anh nhớ rồi. Ừ. Đấy, vậy đúng như mẹ mày cứ sợ đi tìm mày mai xem cam mà tao có cam mới mày. Mày sao? Có cam nữa. Tưởng đâu mà được chim mất vô lý. Rồi. Còn gì đấy? Còn gì đây? Hai anh còn còn mà hai anh lao như chả rồi. Thấy không? Chú rồi. Đi này. Này cũng giống như cái trời hôm nay nó không có duyên nên răng rơi xuống là sợ tìm. Rơi này mà đi tìm nó là bó tay này. Rơi là tìm. Nó kêu toán loạn vậy cơ mà. Nó kêu toán loạn chạy lại đây không kêu đâu. À. Chim con. Đứng nằm ở đường. Sáng giờ được ai còn cứ sợ tìm không. Chú ơi cả mắt lên thật đời khầm chim thật. Mà gai thì chưa mất chỗ nào. Mà cái con này là nó kêu to chứ. À, đùa nhau à. Nó cứ đùa vậy cho lúc vậy sợ tìm chỗ mắt lên. Chỗ mắt lên để biết thấy. Khi đây nằm yên nó rồi khóa cái lại nó nằm yên. Ừ. Đây là hai người tìm một lúc nhá. Giữa hơn ngày là đấy hai thằng nhìn luôn rõ ràng trực tiếp luôn lao luôn nữa. Ngày nay ngày tìm chim à? Ngày hôm nay đúng ngày tìm chim. Hôm nay gần đi tìm. Lại nó van hoặc nó dãy. Van to lắm mà rơi đó, rơi nó thẳng nha. Rơi thẳng à? Lại nơi đấy im mồm luôn. Đúng ngày tìm chim. Không có cái nhẹ luôn. Vẫn có tổ mà nó nhựa chứ. Mình nói cho nó công nhựa đi. Xứng đời tìm. Tôi căng năm mà làm phải dọn sạch chứ rồi. Chố mắt lên mà tìm. Nhựa đây không phải đúng không? Không, kia đây cái kia. Đây. Đâu? À, rơi nằm im đấy không cựa không quậy gì cơ mà mày riêng. Đúng cái con này mày cũng sao đấy chứ. Chào mào à? Chào mào cơm. Ngủ đất. Rơi nằm im vậy, im ra lúc rơi xuống thì mồm gió to. To. Lúc lại gần thì lại gần thì lại đi tìm mày thì mày im ra rất đều. Nhìn vậy mà. Chính nhỉ.
chim với cỏ. Anh sẽ tìm lúc ngày hôm nay ngày tìm chim khẩm thật. Chào Mao. Ơi à. Chào Mao cơm à? Cơm. À chào Mao cơm mà nó cứ vàng vàng này đúng không? Ừ. Mới đem ông Dũng nuôi. À, hôm ông Dũng nuôi con này đúng không? Nuôi được đấy, để bỏ về bỏ thay ba vị. Bảo nói bảo là đúng là tìm em như thế tìm chim. Tìm em đúng như thế tìm chim chắc đợi. Chim còn đấy. Đấy, mồi nó đang kêu, mồi sống nó kêu sướng lắm. Đấy, kêu đồng loại của nó sướng đời. Còn công nhận con mồi này kêu được. Con này đánh đẹp, con này căng tiến. Kêu ác, có tội là chim khác nó không ham thôi, chứ còn con mồi này là kêu cực kỳ đẹp mà. Chuẩn đét luôn. Đây nó lại này, bay qua đấy kìa. Ôi trời đấy, lên em đậu ở kia. Trời ơi, sang cái tông mất rồi. Trời ơi, hai con tao hẹn cái con này nó kêu ác vậy là phải. Đúng rồi, không ham. Hay là mồi vàng anh rực quá. Hôm nay vẫn đậu bình thường. Mình kiếm đủ mùi hết, đánh mùi hết không? Cắm lại mùi đó nha. Này được hai chú. Ừ, ở đây mình gãy nha. Một gãy. Hết, một chầu màu. Cái kia khá mình kéo lên mình để đâu nhỉ? Hết đầu mùi. Này hết không ham đậu mấy. Dạ. Này nắng. Đến nhưng mà không đậu. Ừ. Đến không thấy đậu. Chán. Để thời lượng video cũng có hạn nè. Em xin kết thúc video tại đây. Mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì tụi em xin một like và một đăng ký kênh nha. Đấy, chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng xem nha mọi người. Đấy, được này được có hai con thôi. Con mồi hơi bị chuẩn đấy. Ok. Mồi này hét hơi to rồi. Đúng mồi hét. Ba anh em ở hai con thì chia nhau nước ra. Hả? Chia cũng đi thôi. Khổ rất đấy.